Đây, hôm qua tôi phải ghi tên tuổi của hai vợ chồng ở đây này. Đấy, cô thử xem giúp tôi là hai vợ chồng nó có hợp nhau không. Đây là con dâu của bà. Cũng chả nói dấu gì cô. Con dâu tôi là tuổi Tỵ, còn thằng con trai tôi là tuổi Tý. Mà làm ăn nó làm sao mà cái thằng này luôn luôn đứng ở cơ đằng sau lưng nó. Thế nên thì cũng nhờ cô xem giúp hộ. Rõ mà. Cái quý cô tuổi Tỵ này là người có lộc, có tài đấy. Có tiền, có của, có quyền. Còn cái anh tuổi Tý này cũng được, nhưng mà gặp cô tuổi Tỵ là sợ một phép. À thế à. Nhưng mà ở đây tôi thấy không rời được cái cô tuổi Tỵ này ra được đâu. Rời ra là hãm lộc, hãm duyên. Khó thằng cu đấy. À thế à. Ôi dồi ôi, mừng cho tôi quá. Ôi dồi, lúc nào tôi cũng lo lắng vì hai đứa nó lấy nhau. Mà con dâu tôi ấy thì nó lại có một thằng con trai, con riêng nó rồi. Đâm ra tôi rất lo lắng, nhỡ đâu lấy nhau này nó lại không đẻ cho tôi đứa cháu thì chết. Có thì có, nhưng mà thằng cháu trai đấy của bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, cháu là sinh năm Dần. Tuổi Dần à? Bỏ bóc cho tôi một lá đi. Đây cô. Không được rồi. Ui, sao thế? Bà tuổi Dần, thằng cháu bà cũng tuổi Dần. Mà biết đấy, một núi thì không thể nào có hai hổ. Ui. Mà vía của thằng cháu này át hẳn vía bà. Ui dồi ôi. Nếu mà nó còn ở cạnh bà thì bà chỉ có thể sống đến 2 năm nữa thôi. Ui dồi ôi, thôi chết rồi. Chỉ sống được 2 năm nữa thôi. Thế thì bây giờ tôi phải biết làm thế nào? Thôi thì chăm sự nhờ cô. Bây giờ mẹ nó ấy, thì mang tiền của về nhà tôi. Thế mà nó lại mang điểm gở như thế này. Biết tính sao bây giờ cô? Cứu thì tôi vẫn cứu được. Thôi bà đặt lễ đi. Đây đây. Đây, đặt lễ cô đây. Thì chăm sự nhờ cô giúp đỡ. Nhưng mà thằng bé này không thể ở gần bà được. Tôi sẽ làm lễ để giải hạn cho bà. Nhưng mà được đến như thế nào thì lại là do số mệnh của bà. Nhưng mà nên nhớ này, thằng bé này át hẳn vía của bà. Nếu nó ở cạnh bà thì khó lắm. Ôi giời. Thế thì bây giờ làm cách gì thì thôi thì cô giúp đỡ tôi với. Thôi được rồi, tôi thì cũng làm phát tâm giải hạn cho bà. Nhưng bà nên nhớ này, thằng cu này là không ở gần bà được đâu. Ở gần bà là đại họa đấy. Cho nên tôi sẽ làm giúp bà. Nhưng bà nên nhớ, tất cả đều là do ý trời. Thôi thì bây giờ tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Thì chăm sự nhờ cô giúp tôi với. Cái gì? Bà mua cho cháu một quả bóng được không ạ? Bóng mà bánh cái gì? Suốt ngày gần mẹ được mẹ chiều, đòi hỏi vòi vĩnh chứ à? Cô bói nói đúng, ở gần nó mình thường xuyên cáu gắt, mặc dù chuyện chẳng có gì. Bây giờ giữ mẹ nó lại thì không thể đuổi nó ra đường được. Nhưng nó còn sống cạnh mình ngày nào thì mình sẽ nguy cơ ngày ấy. Nếu mẹ nó đã sinh được con trai thì việc gì mình phải giữ nó ở lại nhỉ? Đằng nào thì nó cũng không phải cháu ruột của mình đâu. Bây giờ muốn mua bóng cái gì? Vâng ạ. Ra đây bà bảo. Bây giờ bà dẫn đi mua bóng nhá. Nhưng phải nghe lời bà. Ngoan, nghe gì chưa? Vâng ạ. Rồi, bà bảo gì phải nghe nhá. Vâng. Rồi đi, bà dẫn đi mua bóng. Thế đây đâu phải đường về nhà đâu ạ? Con không phải hỏi, con ngoan phải nghe lời bà nhá. Con đứng đây chờ bà. Bà đi có việc tí bà vòng lại ngay, nghe gì chưa?
Bà đi đâu đấy? Bà cho cháu đi với. Không đi được, bà đã nói rồi. Con phải đứng đây để bà đi công việc. Tí nữa bà quay lại. Chứ nếu mà con cứ đòi đi, bà sẽ mang quả bóng để bà giả lại người ta. Nghe gì chưa? Vâng, bà nhanh lên nhá. Rồi, con đứng đây nhá, không được đi đâu nhá. Bà vâng đi ạ. Trước bà phải vòng lại nhá. Vâng. Đứng im đấy nhá. Vâng. Không biết chúng nó có tìm được thằng bé không nhỉ? Nếu tìm được thì liệu nó có khai ra mình không nữa? Nhưng không, chắc là không đâu. Ai lại tin lời một đứa trẻ con? Sao con? Thế nào? Có tìm thấy thằng bé không? Không mẹ ạ. Vợ con đã nhờ cả công an vào cuộc rồi, nhưng mà không có tin tức gì cả. Không biết thằng bé có mệnh hệ gì không nữa. Liệu công an có tìm được không? Hay để mẹ đi tìm cùng đi. Chứ mẹ ngồi nhà thì sốt ruột lắm con ạ. Mẹ biết nó ở đâu mà tìm. Giờ chỉ biết đợi tin tức của nó thôi. Mẹ sang nhà mấy thằng bạn nó chơi. Mẹ tìm ở đấy á? Mẹ sang đấy tìm còn gì nữa. Không được đâu. Con sang đấy rồi, cũng không thấy. Cái này là do lỗi của mẹ. Mẹ nghĩ là nó chỉ chơi loanh quanh với mấy thằng trong khu phố này thôi. Đâu mà ra cơ sự này. Thôi mẹ, trẻ con nó hiếu kỳ, trách sao được. Đi vào đây con. Mẹ, ôi, anh, con đưa được thằng bé về rồi đấy ạ. Cháu đi đâu mà đi như này, xem bà xem nào. Người ngợm có bị sao không? Ôi dồi ôi. May quá không sao mẹ. Thằng bé nó mải chơi nên bị lạc đường. Nó ngồi khóc tu tu ở trong ngõ ấy. May là có người nhìn thấy, đưa nó lên trụ sở công an. Con vừa mới lên báo là bị mất tích thì gặp nó ngay ở trên đấy á. Con đi đâu? Con có biết cả nhà lo lắng cho con thế nào không? Hả? Thôi anh. Thằng bé nó về lành lặn như là may rồi. Con đừng mắng nó nữa. Bây giờ đi theo bà vào nhá. Bà tắm giặt rồi ra ăn cơm nhá con nhá. Đi, đi cùng bà nhá. Đi đi con. Mày quá anh ạ. Thế là tốt rồi. Anh đi thay quần áo đi, em đi dọn cơm. Lần này mình nhất định phải tống cổ được nó ra khỏi nhà. Không đêm dài lại lắm mộng. Tú, bà bảo này, con đi vào trong nhà, đóng cửa chặt vào nhá. Không được nghe chuyện người lớn, nghe gì chưa? Bây giờ bà có khách con vào đi, con nghe bà xong bà sẽ mua đồ chơi cho nhá. Đi vào đi. À, vào đây. Chị đây à? Ừ. Đây hai cậu uống nước đi. Này uống nước đi. Cũng như là thỏa thuận trên điện thoại, hai chú làm sao dàn cảnh như là bắt cóc trẻ con, xong rồi mang về cô nhi viện cho tôi. Tôi đã sắp xếp. Phải nhanh chóng, liệu các chú có làm được không? Được. Chuyện nhỏ như cái móng tay. Thế tiền nong như thế nào? Tôi sẽ tạm ứng trước 5 triệu các chú. Còn xong việc tôi thanh toán nốt. Nhưng phải nhanh gọn, khẩn trương. Thế gì chưa? À, chị cứ yên tâm. Cái này nó thuộc về nhiệm vụ của bọn này rồi. Đây. Mà nếu không nhanh gọn ý, công an nó bớ, chứ không đến việc nào chị đâu. Đúng thế. Bây giờ cậu còn trước 5 triệu nhé. Cậu làm cái gì thế? Cậu... Ok. Có từng đó thôi à? Bà còn giấu bao nhiêu tiền vàng ở đâu nữa? Nốt hết ra đây. Ôi, có bao nhiêu tiền tôi đưa hết cho các cậu đấy còn gì nữa. Tôi không còn tiền. Hai mau, đừng để bọn này nó kiết lên. Đã không xong đâu. Ôi, tôi xin các cậu, tôi không còn tiền đấy. Có từng nào các cậu cầm hết đấy còn gì nữa. Bà già này, chết đến nơi rồi còn tiếc của à? Còn giấu ở đâu? Mang hết ra đây. Ôi giời, tôi xin các cậu. Nhanh. Tôi xin các cậu. Thằng ngất rồi. Tao chỉ định dọa bà ta thế thôi. Ai ngờ vậy, yêu ông vía thế. Bây giờ làm thế nào? Rút chứ
không thì mấy triệu này bị tóm dở chết đi. Ba ơi, ba, ba ơi, ba tỉnh lại đi, ba, ba ơi, ba, ba tỉnh lại đi, ba ơi. Bác sĩ nói là huyết áp của mẹ đã ổn định lại rồi, chắc là mẹ sẽ sớm tỉnh lại thôi anh ạ. Ừ. Đợt này nhà mình xảy ra nhiều chuyện quá, cũng may mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi. Bố mẹ ơi, bà tỉnh lại rồi. Ô, mẹ. Mẹ. Mẹ tỉnh lại rồi ạ. Để con đỡ mẹ nhé. Mẹ sao rồi? Mẹ khỏe chưa? Mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ? Mẹ đỡ mệt rồi. À, để con đi hâm lại nồi cháo rồi mẹ ăn lấy sức, còn uống thuốc cho khỏe mẹ nhé. Thôi, lúc này mẹ không muốn ăn cái gì đâu. Mẹ không ăn đâu con ạ. Mẹ là bọn con lo suốt mấy ngày hôm nay đấy. Con đã báo bên công an khu vực rồi. Họ sẽ trích xuất camera, chắc chắn sẽ tìm được kẻ trộm thôi ạ. Ấy, mẹ có sao đâu. Mà báo làm gì, truy cứu làm gì con. Của đi thay người mà. Phải đấy anh ạ, sức khỏe của mẹ là quan trọng nhất. Mẹ tỉnh lại là chúng con mừng rồi. Cũng may là lần này có bé Tú nhanh nhẹn báo với bên xe cứu thương, không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Nhà có người già với trẻ nhỏ, lần sau con sẽ lắp thêm camera để đảm bảo an ninh khu vực vậy. Bà ơi, bà thấy trong người thế nào rồi ạ? Bà khỏe lại rồi con. Bà xin lỗi Tú nhá. Con sợ lắm phải không? Bà gần này tuổi rồi mà bà cũng ham sống sợ chết, mà không màng đến an nguy của con. Bà có lỗi với con rất nhiều. Con có giận bà không? Không, cháu không giận bà đâu. Bà là bà nội của cháu cơ bà. Bà phải mau khỏe để đi chơi với cháu và mua thật nhiều đồ chơi cho cháu nữa. Mẹ Tú nói đúng đấy. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe, đừng lo nghĩ nhiều, thế mới nhanh khỏe lại. Phải đấy mẹ ạ. Nhà mình xảy ra bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng gặp dữ hóa lành. Nhân tiện này, bố sẽ nấu một bữa cơm thật là ngon để mời cả gia đình nhá. Con trai, vào giúp bố. Vâng. Mẹ nghỉ đi nhá. Vâng.